Sao bữa về xong mua sim đại hàng? Ghé hả? Có ghé đại hàng không? Tại đây là đại hàng phải không? No, Taiwan là Đài Loan. À, có đại hàng khác không? Hàn Quốc khác. Cái hay ha, cái sườn nó hay ha, nó mềm mềm không? Ha ha. Bay quá chứ. Hay thiệt đó. Chế biến, ông cho gia súc bên đó ăn sao thì mềm 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 quá. Còn bò mà Kobe á. À, cái đó thì chưa. Nó cho bò uống rượu rồi còn tập bóp nữa. Nghe nhạc rồi nữa hả? Kobe ha. Nghe nhạc, tập bóp. Kobe ha.